Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện chớ cười ta hồ vi tác giả cá thích leo cây. Thể loại, ngôn tình, huyền huyễn. Chương 41 Nếu muốn hỏi Tô Tô giờ phút này có hối hận vì đã cứu Khương Thượng hay không, nàng sẽ dứt khoát nói, không. Nếu muốn hỏi Tô Tô 10 năm sau, có hối hận vì đã cứu hắn hay không, nàng sẽ vô cùng đau đớn đấm ngực dậm chân, hận không được tái xuyên qua một lần đem chính mình lúc trước cứu hắn đá bay. Rõ ràng không phải thiện tâm khi đó lại bị mắc bệnh điên gì, nàng nên tiếp tục đi theo đường âm hiểm, ích kỳ, giả dối coi bộ còn có tương lai hơn. Tô tô! Nàng bỗng dưng hoàn hồn, trực giác vung lên, chảm bát trong tay thiếu chút bổ vào mặt đại trưởng lão đại trưởng lão nhanh chóng tránh đi dựng dâu chừng mắt quát làm gì người phản a à. tối hậu thanh a à, âm cuối kéo dài uy hiếp xin lỗi là lỗi của ta tô tô hôm nay hết sức thuận theo dành chức phục Nguyễn, khiến đại trưởng lão kinh ngạc vạn phần người là bị cái gì ám đột nhiên biết điều như vậy thực là làm cho hắn không quen a à không có việc gì mà ân cần tự nhiên không phải gian trá thì là trộm cắp. Tô Tô lắc lắc cái đuôi to, mắt lấp lánh nhìn hắn, ta chỉ muốn biết ta tu nghiệp khi nào sẽ thông qua. Gần đây ta cảm giác cảnh giới chính mình đã tiến nhanh đến mức đột phá biên giới, cho nên muốn biết rõ cái kỳ hạn xác thực. Hư, phi thường đơn giản. Tại Thanh Khâu, cửu Vĩ Hồ có địa vị giống như hoàng tộc ở nhân gian, một ngày đẹp trời nào đó Ví như bọn họ muốn hủy đi một nửa thanh khâu, những người khác cũng chỉ có thể biết điều làm bộ như không nhìn thấy, mặt khác còn phải phụ trợ thêm vài câu. Tay bị có đau hay không? Eo có bị mỏi hay không? Giờ phút này từ phía trên lãnh địa Hồ tộc chậm rãi dâng lên một trận khói trắng, nói là yên, lại mang theo một cỗ âm hàn khí, đến chỗ nào, cỏ cây mặt ngoài đều ngưng tụ lại một tầng băng mỏng. Tại này tô tô hai tay nắm chặt ngọn nguồn khói trắng chảm bát đem yêu lực trong cơ thể chậm rãi nhập vào đó xung quanh nàng bị một tầng lít nhít líu nhíu kết giới vây quanh có quang mang như thực như ảo còn cách kết giới đại trưởng lão vứt cho nàng một cái ánh mắt muốn nàng tốc chiến tốc thắng tô tô ngưng thần suy tư một thoáng quanh thân yêu lực hoãn hoãn yêu sở tu luyện linh khí nguyên vốn là cướp đoạt từ thiên địa Tô Tô Thành thật không khách khí mượn chảm bát làm môi giới, đem phạm vi mấy trăm dặm linh khí toàn bộ hấp thụ. Khí quán vô ngực, thuần trắng linh khí thiên địa chậm rãi tan vào trong cơ thể Tô Tô, yêu lực hỗn hợp sắc đen tuyền, một trận khí chấn động bên ngoài thân nàng phát ra những tiếng, tắc 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 tắc, giòn vang, Tô Tô đột nhiên mở to mắt. Chỉ gặp nguyên bản đôi đồng tử màu hổ phách chuyển thành màu vàng, ngạch tâm chậm rãi hội tụ thành một cái ấn chữ, vạn, đỏ thẫm. Trong khi chữ vạn xoay tròn vòng quanh, nàng đã chính thức thăng nhập hàng ngũ tiên hồ. Giờ phút này không thể nghi ngờ, Tô Tô đã đi vào thời kỳ tu luyện mấu chốt thành ma hồ. Tự nhiên, vạn vật trên con đường tu tiên đều gặp đến trọng trọng kiếp nạn, mà giai đoạn từ tiên hồ đến ma hồ này, tự nhiên có một thứ mà ngay cả tiên nhân đều kiên kỵ vạn phần âm ma. Giờ phút này tại hồ tộc trên không, dòng khí kịch liệt bắt đầu khởi động, linh khí và yêu lực quang hoa sông lên chân trời, từ xa nhìn lại, giống như một đoàn cực quang hoa Mỹ từ thiên không du tẩu lóe ra. Tô tô hai tay giao áp trụ chảm bát, phút chốc lăng không vừa bổ. Thoáng chốc đầy trời hoa quang phảng phất như có một bàn tay vô hình đang xé toát ra, hướng hai mặt khuếch tán, bên ngoài dần dần hình thành một đôi nửa vòng tròn quay cuồng sôi trào, trung tâm trũng thành một cái điểm trống rỗng đột ngột gãy đôi nương theo sau tiếng dòng khí bạo liệt, kết giới xung quanh Tô Tô bị xé toạc thành một cái khe dưới trận khí kình cường đại, khí kình giống như một cái cơn lốc loại nhỏ, đem những mảnh vỡ kết giới và đất bụi cuốn lên thiên không. Dừng lại, Tô, Tô. đại trưởng lão vội vàng kêu, Tô, Tô có thể thu tay, người thông qua tu nghiệp, tái không thu tay, lãnh địa thiên hồ liền bị hủy diệt một nửa đáng tiếc thanh âm bị bao phủ trong cơn lốc, Tô Tô khép mắt, vẫn chưa nhìn thấy mình tạo thành lực phá hoại, nàng chỉ thấy thiên địa linh khí đang cuồn cuộn không dứt dũng mãnh đi vào trong cơ thể nàng, cùng nguyên bản yêu lực tương dung hợp, tứ chi bách hải mơ hồ nóng lên. Không bị khống chế khí kình càng ngày càng kịch liệt, kẹp lấy đại lượng bùn đất cuốn vào trong cơn bão gió, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, giống như một đầu thổ long khổng lồ, phát ra tiếng kêu khủng bố phá hủy hết thảy mọi thứ mà nó tiếp xúc. Động tĩnh lớn như vậy đã thu hút tất cả thuật pháp cao thâm tới xem. Lúc biết rõ trường gió lốc này chính là do bộ tộc cửu vĩ trồn bạc tạo ra, không khỏi chấn động đưa mắt nhìn nhau. Cửu vĩ quả nhiên là bộ tộc thụ sâu thần quyến, trồn bạc này tu hành còn chưa được ngàn năm, đã có thể tiết ra linh khí kinh người như vậy. Đáng tiếc lòng yêu thích và ngưỡng mộ của người bên ngoài truyền đạt không tới lỗ tai các trưởng lão, Giờ phút này các trưởng lão cửu vĩ hồ toàn thể xuất động ngăn chặn luồng khí kình làm nghiêng ngả sơn đảo này, không nhượng bất kỳ cái gì khuếch tán ra. Đại trưởng lão thấy kêu gọi vô dụng, bèn gọi ra vũ khí, binh khí của ông ta là một thanh vô huyên xương ức trường cung, chiều dài gần hai thước, ông ta đặt ngón giữa và ngón trỏ tại trên cung lăng, bắn ra, chỉ thấy một cung tên màu xanh nhạt vô hình, soạt, lên một tiếng, thẳng kích chảm bát trong tay Tô Tô. Tô, tô chỉ thấy một giây tiếp theo, chảm bát rời khỏi tay. Tại một khắc chảm bát rời khỏi tay, nguyên bản chính thổ long tùy ý bừa bãi bỗng nhiên tiêu tán trong nháy mắt. Tô, tô chỉ thấy đỉnh đầu tựa hồ ầm ầm rung động, còn chưa kịp ngẩng đầu, cơn lốc đã bị đình chỉ, bùn đất đầy trời trong nháy mắt đổ ập xuống. Tu nghiệp cuối cùng chấm dứt tại lãnh địa nhấp nhô gập ghềnh. Rất thê thảm kết thúc kỳ tu nghiệp dài này. Tô, tô khôi phục nhân hình, bi phẫn trà tẩy một thân bùn đen. Mới vừa thông qua tu nghiệp đã bị thu đến trưởng lão viện giáo huấn cả đêm, lỗ tai Toto hãy còn ong ong rung động, nàng cúi đầu nhìn xem hai tay trắng nõn của mình. Tuy rằng nhìn qua như cũ vẫn là hết sức nhỏ như vậy, nhưng nàng có khả năng cảm thụ được dấu ở dưới da, một cỗ lực lượng mạnh mẽ sâu trong trong huyết mạch. Nàng chậm rãi đứng dậy, da thịt trắng nõn sau khi tắm được gần như trong suốt đạm đạm hồng nhạt, nhìn gương chậm rãi tạo nên cung trang màu đỏ, mái tóc dài còn tản ra hơi nước, tô, tô cũng chưa buộc lên, tùy ý để rối tung ở sau người. Trên bàn đặt một cái hộp nhỏ, lớn cỡ bàn tay nạm vàng khảm ngọc đang mở một nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó một viên đại bảo châu, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ẩn thấu. Tô tô nhíu mi cầm hòm lên, Lăn qua lộn lại lật tới lật lui hảo một trận, hòm này là do đại trưởng lão sau khi kết thúc giáo huấn lén gọi nàng lại, đưa cho nàng. Từ hôm nay xem, người phàm tâm chưa trừ, rất dễ nhập ma. Đại trưởng lão lúc đó rất đau lòng lấy ra hòm này. Tâm ma tiểu đông tây này, nói chung cũng thoát không được một chữ, tỉnh. Tên hỗn tiểu tử đó ta nhìn được, còn tính có đảm đương, về sau ở rể thanh khâu ta, cũng sẽ không mất mặt ờ ở cái gì toto tô tô khóe miệng run rẩy một chút đại trưởng lão đem hòm cường ngạnh nhét vào trong tay toto tô tô. hắn đã là người của ngươi mật bảo này liền cho hắn mượn dùng một chút hắn bị nội thương hao tổn chân nguyên ngươi để hắn ngậm cái này chừng một canh giờ thì sẽ bình phục đại trưởng lão luôn luôn tiếc bảo như mệnh lại chịu bỏ thứ yêu thích một đêm nhưng toto tô tô có chút chủ trừ hiện giờ tình thế phát triển quỷ dị như vậy. Cùng với mong muốn lúc đầu của nàng, quả thực là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nghĩ đến con ô long uống thuốc thí nghiệm, thử đến hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, khương thượng. Nàng có thể giúp hắn gọi người cứu hắn cũng đã đủ tận tình tận nghĩa, hiện tại còn muốn nàng đi chữa khỏi cho tử địch tương lai của mình. Xoắn suýt lại xoắn suýt, mắt thấy canh ba sắp qua, Tô Tô rốt cuộc vẫn là vội vàng nhét hòm ngọc vào trong mực, đi nhân gian. Ơ! À, côn luân! Tối nay Nguyệt ẩn sao thưa, mọc đầy chân châu bảo ngọc tuyển thụ, dáng thụ, châu ngọc thụ trong đêm đen mượn ánh trăng dạng rỡ tỏa sáng. Tô Tô đến trước phòng khương thượng mới phát giác chính mình bảo trì nhân hình như cũ, may mắn hiện giờ hắn vẫn chưa tỉnh, bằng không nàng sợ là sẽ phải bị sớm oanh đi ra. Dầm, một tiếng, nàng đẩy cửa ra lập tức đi đến trước giường khương thượng tô tô đặt mông ngồi xuống từ trong lòng lấy ra hộp báu thì Thảo tự nói thực là không có lý do để cho ngươi tiện nghi quay đầu nhìn khương thượng hai mắt hắn nhắm nghiền tựa như là một pho tượng ngọc thạch điêu khắc hình dạng vô bi vô hỉ sợ rằng lạnh gần như vô tình chỉ là nhìn cũng liền cảm thấy lạnh người như vậy ngày sau sẽ thế nào lấy vợ ni nữ nhân nguyện ý gả cho hắn sẽ không sợ nửa đêm bị đông lạnh thành khối băng hay sao? Tô tô lẩm bẩm, nâng đầu Khương Thượng lên, cúi đầu đem bảo châu nhét vào, nhưng khớp hàm hắn gắt gao cắn chặt, khó mà để vào. Nếu là trong ngôn tình tiểu thuyết, giờ phút này nữ chủ sẽ nâng đầu hắn lên, đem bảo châu ngậm trong miệng mình, sau đó lấy miệng kề miệng, dùng nhiệt tình để đà động hắn hé miệng, dùng tình cảm chữa trị, chữa trị đến một nửa hắn tất nhiên sẽ hồi tỉnh, còn nếu vận khí không tệ, còn có thể thuận tiện cùng nhau vượt qua đêm dài. Bất quá rất tiếc nuối, tác giả quyển sách này còn chua hơn, quất. Chỉ thấy Tô Tô đưa hai ngón tay móc lên cằm Khương Thượng, nghĩ muốn tách cái cằm xinh đẹp của hắn ra, động tác nàng quá mạnh, tìm lầm địa phương, đầu Khương Thượng, phanh, một tiếng từ trên tay nàng rớt đột xuống ngọc trầm, gối kê đầu làm bằng ngọc đá rốt cục cái miệng cũng mở ra. Tô, tô vừa lòng mở hòm, bốc bảo châu lên vừa định đút vào miệng hắn, nhưng nghĩ bảo châu này bất quá chỉ lớn bằng ngón tay cái. Nếu lỡ hắn nuốt bảo châu vào trong bụng, không cần nghi ngờ nàng sẽ bị đại trưởng lão lột ra hồ ly. Vậy, vậy đành chịu khó hy sinh một chút đi. Tô, tô không cam tình nguyện dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy bảo châu, đặt ngón tay trên môi hắn, phân nửa bảo châu chìm vào trong miệng hắn. Tay kia thì để thăm dò ngực hắn, phát hiện làn da hắn cực kỳ băng lãnh. Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên đi. Tô Tô kéo vạt áo Khương Thượng ra, lộ ra trước ngực một mảnh da thịt trần chuồng. Sau khi ủ ra hai luồng nhiệt khí từ lòng bàn tay, dán lên ngực hắn, phát hiện làn da dưới tay mẫn cảm co rút lại, hơi có chút buộc chặt. Xem ra hắn rất bài xích người khác đụng chạm hắn đi. Tô tô nhướng mi, dứt khoát ác ý dở trò, tả sở hữu xoa. Đầu ngón tay đột nhiên ấm áp, là vì Khương Thượng giật giật môi, cau mày, tựa hồ nghĩ cái gì, tư thế này nhượng đôi môi mềm mại của hắn trong lúc vô ý ngậm vào đầu ngón tay nàng. Đại nương tô tô mặt đỏ lên, tức giận nghĩ rút tay, tay nàng vừa mới vừa thu lại, sắc mặt hơi hồng nhuận giờ phút này của Khương Thượng thoáng chốc lại chuyển trắng. Tô tô chi phải cắn răng tái nhẫn, gian nan vượt qua hơn một canh giờ trời vừa hừng sáng tô tô thu hồi hộp báu trước khi đi tâm lý không cân bằng lại nhượng đầu khương thượng cùng giường đá thân mật tiếp xúc thêm một lần nàng trong nắng sớm phẫn nộ bay trở về thanh khâu cùng thời khắc đó một thiếu nữ búi tóc trải xong hoàn ôm một cái giỏ thức ăn đi vào biệt uyển của khương thượng từ cửa phòng thò đầu vào nhìn một hồi nụ tình chớm nở nàng do dự một chút nhưng cũng bất chấp lễ pháp đi vào trong phòng hắn. Khương Sư Huynh Nàng nho nhỏ mà quyến luyến thì thảo, đứng nhìn dung mạo như ngọc của hắn thật lâu, đỏ mặt, lén lút duỗi tay ra sờ lên mặt hắn. Thình lình, một bàn tay thon dài mạnh mẽ bắt lấy cổ tay hết sức nhỏ của nàng. Khương Thượng từ từ mở mắt ra, trước mắt vẫn loáng thoáng xem không rõ thân ảnh hết sức nhỏ rốt cục rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn. Mới vừa rồi, ở bên cạnh ta. Là ngươi sao? Thiếu nữ thấp mặt, hai gò má nóng hừng hực bị bỏng, ngựa ngùng trả lời, phải. chương 42 Hắn mông lung cảm giác được trước ngực đột nhiên nổi lên một trận ấm ý. Nguyên bản thân thể lạnh buốt cảm giác cứng ngắc chậm rãi bị đuổi đi xa. Mơ hồ trong ý thức, hình như truyền tới một trận hơi thở thơm tho thoang thoảng. Hắn nỗ lực muốn mở mắt ra, trước mắt lại tựa hồ còn cách một tầng trướng bích vô hình thật dày, ra sao cũng thấy không rõ lắm. Là ai? Hắn ngưng tụ lại khí lực quanh thân, duỗi tay ra. Phải! Này, còn không có tỉnh lại sao? Khương thượng bỗng dưng mở mắt ra, chỉ thấy một con hồ ly toàn thân tuyết trắng bên mép giường hắn, đang dơ lên một đôi móng vuốt dục dịch chuẩn bị cào lên gương mặt hắn, tô tô. a à, hôm nay khí trời tốt, Hồ Ly lập tức làm như không có việc gì, leo lên giường hắn, đặt mông ngồi lên trên ngực hắn, nghe nói người hai ngày nay đã sắp khỏi hẳn, cảm giác ra sao. Khương Thượng hai tay nâng lên Hồ Ly, đem nó nhấc tới bên gối, chống nửa tay ngồi dậy, đầu có chút hơi chóng váng, bất quá đã không có gì đáng ngại. Tô tô, ờ, một tiếng, xem ra mật bảo hiệu quả thật không sai, về sau có thể đi chỗ đại trưởng lão đào đào góc tường. Hôm nay sao ngươi tới sớm như vậy? Ngày xưa nó phần lớn là sau buổi trưa mới xuất hiện. Bởi vì ta thôi. Dưới giường đột nhiên truyền tới thanh âm của con thỏ. Ngươi! Con thỏ chậm gì gì thối lui vài bước, thần kỳ trống rỗng ngậm ra một cây cây củ cải. Ta tới đây khảo sát hoàn cảnh một chút. Lần này ngay cả Tô Tô cũng có chút không hiểu. Buổi sáng cùng con thỏ hạ nhân gian cũng chưa nghe nó nói qua việc này à. Thế nào, ta nghĩ học đạo Pháp rất kỳ quái sao? Không lẽ yêu không nghĩ tu tiên đi? Con thỏ thân sĩ lay lay lỗ tai một chút, cắn một mụn cây củ cải. Tô Tô tựa đầu nhìn ra ngoài giường. Hừ, ngươi coi chừng ta chưng ngươi bây giờ con thỏ mập, nhận thức mấy trăm năm. Ngươi nghĩ ly khai thanh khâu đi côn lân tu đạo mà không có nói cho ta biết trước, chán sống. Khương Thượng nói, vậy ngươi muốn bái môn hạ vị tiên sư nào? con thỏ nhún nhún vai, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Tô Tô từ trên giường nhảy xuống, há miệng cặp con thỏ bắt đầu tiến hành tái giáo dục, Khương Thượng một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn bọn họ ngoạn náo. Khương Sư Huynh Đang cãi nhau ầm ĩ đến một nửa bỗng nhiên nghe thấy thanh âm tiểu sư muội, Tô Tô mở miệng, buông ra con thỏ đang ai oán vì bị trà đạp, ngẩng đầu nhìn lại. A, toto tô tô ngươi cũng tới nàng gật gật đầu liền nhìn thấy nguyên bản thiếu nữ rất là thanh xuân ngạo nghễ đột nhiên xuất hiện mặt phấn hàm xuân hiếm thấy thẹn thùng ngượng ngùng úc úc quả nhiên là mùa xuân đến a à. không biết sư huynh thương thế ra sao hôm nay có khỏe không khương thượng trả lời đã không ngại nàng vâng một tiếng cũng biết hắn luôn luôn ít lời liền chủ động khơi mào đề tài đã như thế nước suối bất tử trong vườn đã tan băng trước đây sư huynh ngươi không phải từng nói qua luyện chế bất tử dược còn thiếu nước suối làm thuốc dẫn vậy vậy ta có thể bồi ngươi cùng đi lấy nước tô tô tấm tắc lắc đầu nàng có thể nhìn thấy kết quả thất bại ngay trước mắt quá khứ mấy năm qua vài lần tiểu sư muội tương mời vì tránh hiểm nghi khương thượng mỗi lần đều khinh miêu đạm tả từ chối nàng nhiệt tình như vậy không hiểu biết che lấp tâm ý cơ hồ mọi người đều biết rõ nàng thích khương thượng đều bóp cổ tay thở dài cảm khái nàng không có mắt ai ngờ lần này ngoài dự liệu của nàng lần này khương thượng chỉ trầm ngâm một chút hơi gật đầu khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu sư muội trong nháy mắt phát sáng lên bật ra tiếng hoan hô nho nhỏ rất là nhảy nhót tiểu sư muội vốn là mỹ nhân hình dạng thanh xuân lại ngây thơ như vây tự nhiên rất là khả ái chân thành sờ tới kiên định. Tô Tô nghĩ nhận thức như vậy lâu, chính mình cũng nên chúc mừng người ta, nhưng nhìn thấy hình dạng hạnh phúc động lòng người như vậy của tiểu sư muội, lại mơ hồ cảm thấy có chút chói mắt. Nữ nhân ghen tị tối khó coi, Tô Tô rỗi ra móng vuốt dùng lực xoa nắn xoa nắn mặt hồ ly, cho nên nói không nên quá an nhàn rất tốt tâm, hưởng thụ đã lâu đãi ngộ đặc thù của Khương Thượng đối với nàng, cũng khó trách đại phát hiện tâm phát ra cứu hắn hiện tại nhìn thấy chính mình không còn là một cái đặc thù nữa, tất nhiên sẽ cảm thấy không khoan khoái, không công bằng. Tô Tô, Khương Thượng quay đầu hỏi nó, các ngươi muốn cùng nhau đi hay không? Tô Tô nhẫn không được di ông xuống, không biết nên nói hắn là không kinh nghiệm hay vẫn là bị thần kinh. Nữ hài tử nhà người ta cô lấy dũng khí ước hẹn đi với ngươi, ngươi còn nghĩ muốn cho cặp kỳ đà chướng mắt đi theo. Tiểu sư muội khó nén vẻ thất vọng, lại cũng hảo tỳ khí nói, Tô Tô, ngươi cũng cùng đi đi. Nàng biết điều lắc đầu, không được, ta muốn ở đây ngủ một chút, đợi lát nữa các ngươi trở về tái kêu ta. Được rồi, Khương Thượng cũng không miễn cưỡng, đẩy cửa ra, đắm chìm dưới quầng ánh sáng mặt trời, hảo nhất phái phong quang tễ nguyệt phong thần xinh đẹp tuyệt trần sáng trong quân tử. Con thỏ nhìn thấy bọn họ hai người càng chạy càng xa, cho tới khi thân ảnh bọn họ biến mất, hảo cho một đôi bích nhân đi. Nhìn qua quả thật rất xứng. Tô Tô dương tay lên, cửa phòng liền tự động đóng lại, nàng nháy mắt khôi phục nhân hình. Chỉ thấy trong một giây, một thiếu nữ nhu mỹ cả người trần truồng như nhộng, mái tóc dài chấm đất xuất hiện tại chỗ, một nửa mái tóc đen thật dài che sẹt qua trước ngực nàng, hai chân khép lại đúng mức ngăn trở tiết lộ xuân quang dưới bụng. Con thỏ ngơ ngác phun ra hai dòng máu mũi. Đừng, đừng nhượng lão nhân ra xem hình ảnh kích thích như vậy. Tô tô một cái tát đánh bay nó, tùy tay kéo qua chăn mền khương thượng che khuất thân thể. Con thỏ dùng hai thỏ chảo che lại xoang mũi giờ phút này phá lệ yếu ớt. Người người, hôm nay chẳng lẽ muốn dùng sắc dụ khương thượng? Toto đương nhiên gật đầu. Vậy, vậy còn tiểu sư muối? Đến lúc đó trần trùng trục bị đuổi xuống giường không phải rất bẽ mặt huống chi, người từ trước không phải muốn giết hắn sao? Tuy rằng là bởi vì cấm pháp, nhiều năm như vậy trôi qua mà không có xuống tay, nhưng hiện giờ nàng rốt cục thông qua tu nghiệp, vì sao lại nghĩ buông tha hắn? Hắn tự nhiên sẽ không giống những cử vĩ khác phán đoán nàng thường xuyên vãng lai thanh khâu cùng nhân gian là thích hương thượng, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ hài hước trêu chọc nàng tâm thuộc tha nhân, nhưng hắn vẫn biết rõ ràng, làm bạn lâu dài như vậy, nàng trong lòng cùng hắn bình thường dù là tái ra sao nói chăm chọc cười vui cười tức giận mắng mỏ, đều là đem vị trí chính mình bày tại đầu não người. Vị trí đầu tiên trong suy nghĩ. Nàng nghĩ giết Khương Thượng, như vậy tất nhiên nàng có lý do. Hiện giờ nàng nghĩ buông tha hắn, tất nhiên nàng cũng có lý do của nàng. Tô Tô liếc xéo nó một cái, ta chỉ là nghĩ thông, cho dù giết chết Khương Thượng, cũng sẽ có đệ nhị cái Khương Thượng xuất hiện, không bằng chủ động đi nắm hắn trong tay. Người hiện tại là nghĩ như thế, nhưng còn tương lai ni. Con thỏ nói. Nữ tử so với nam tử dễ xúc động thay đổi, hơn nữa một chữ tình, luôn luôn không phải lý trí có khả năng khống chế. Ta sợ ngươi đến lúc đó lộng giả thành thật. Lần đầu tiên gặp con thỏ nghiêm túc như vậy, Tô Tô trong lồng ngực nổi lên ấm ý. Ta sẽ đúng mực nhược có chút không đúng liền đúng lúc bứt trở ra. Tô Tô, ta sợ ngươi sẽ thương tâm. Tô Tô trầm mặc xuống, ta biết. Nhưng theo một khắc nàng bị trói chặt tại thể xác đát kỳ này, nương theo sau dòng lịch sử vô pháp kháng cự chuyển động, nàng đã không biết rõ nên dừng lại thế nào. O, à, khi trở về đã gần đến hoàng hôn, cảnh chiều hôm nặng trĩu. Sư huynh, vậy ta trở về. Khương Thượng nhẹ gật đầu, xoay người đi vào biệt uyển của mình. Cửa phòng vẫn đóng chặt, muộn như vậy, xem ra Tô Tô đã trở về rồi. Không ngờ mới vừa mở cửa, trước mắt một cảnh xuân sắc khó chắn hướng hắn đánh úp lại. Chỉ thấy trên giường hắn nhiều ra thêm một thiếu nữ khỏa thân, nàng cuộn tròn thân thể tựa như một tiểu động vật, bờ vai trắng nõn cùng hơn phân nửa bộ ngực non mềm ngay ngang lộ ra ngoài, mái tóc đen nhánh như tơ lụa xõa tung, vài sợi buông lơi xuống từ trong tóc đen hé lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tú lệ quai hàm thanh xuân nhuận ngọc phảng phất mờ mịt nhu hòa hoa quang hắn cục mắt chưa tham xem xuân sắc cũng chưa chạy trối chết chỉ lãnh đạm nói cô nương bất luận ngươi ngủ hay không thỉnh tự trọng bổn thượng tự không nghĩ nhượng cô nương khó chịu bị giọng nói hắn đánh thức nàng ươm một tiếng mở mắt ra lúc thấy hắn bỗng nhiên mắt sáng ngời phấn khởi reo, khương thượng. Nói xong liền bao lấy chăn mền nghiêng ngả lảo đảo từ trên giường bước xuống, chân còn chưa dậm đến mặt đất, nàng liền, bẹp, một tiếng té úp mặt xuống đất. Nàng lại lôi kéo chăn mền lung la tung lay đứng lên, vừa mới đi được hai bước, lại, bẹp, một tiếng ngã úp mặt xuống đất, không khỏi ủy khuất ngửa đầu, nước mắt lưng chồng nhìn Khương Thượng, ta còn chưa quen dùng nhân hình để đi, Khương Thượng. Ngươi vì sao không tới đỡ ta? Khương Thượng đi hai bước về phía nàng, có chút trần chờ hỏi, Tô Tô. Đúng rồi, bằng không thì là ai? Nàng mang theo điểm làm nũng oán trách, mở ra hai tay phẳng phất như còn là hồ thân lúc trước nói với hắn. Người ôm ta đi lên, ta đi không được. Hắn chớp mắt nhìn thiếu nữ trước mắt, nỗi lòng luôn luôn yên tĩnh bỗng dưng có chút rối loạn nhưng thiếu nữ trước mắt cũng là cửu vĩ trồn bạc mà hắn nuông chiều nhiều năm lời nói lãnh đạm xa cách trung quy vô pháp xuất khẩu chỉ có thể nhíu mi nói tô tô ngươi có thể biến hồi nguyên hình không có phải nhân hình ta rất xấu hay không thiếu nữ như bị đả kích rất lệ song đời trong vòng hai năm ta không thể biến hồi nguyên hình nguyên bản nghĩ tu luyện thành nhân hình muốn cho ngươi là người đầu tiên xem kết quả kết quả đối diện ánh mắt mong chờ đáng thương tha thiết của thiếu nữ, huống chi hắn cũng không thế để cho nàng ngồi dưới nền đất lạnh như vậy, chỉ phải hít một hơi, ôm nga người nàng. Trong một khắc vừa tiếp xúc đến nàng, một cỗ mùi hương quen thuộc thoang thoảng đập vào mặt, hắn cúi đầu, quả nhiên. Tô tô, đa tạ ngươi đêm đó cứu ta. Ngày sau ta sẽ tương báo ổn thỏa. chương 43 Mấy năm thời gian với yêu mà nói, bất quá là chỉ là một chút thời gian như chỉ trong nháy mắt khi thu được tin nhắn tô tô để lại nói muốn tạm lưu lại nhân gian vài năm trường lão cũng lơ đành tô tô mang theo con thỏ ở lại côn luân không biết chính mình sai điểm vì người khác làm áo cưới tâm tư tô tô chẳng hề nghĩ bởi vì khương thượng cùng tiểu sư muội mà phiền muộn với nàng mà nói tiểu sư muội vẫn chưa thương tổn qua nàng huống hồ còn tồn ít nhiều quan điểm nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân. Càng huống chi tiểu sư muội này tính tình thẳng thắn, mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng cũng vẫn có thể xem là một nữ tử khả ái. Nàng chẳng hề là cuồng ngược đãi, không phải lúc nào cũng nghĩ muốn tính kế mọi người xung quanh. Chỉ cần đừng quá xung đột ích lợi cùng nàng. Tô Tô cũng là nguyện ý thử chung sống hòa bình, tuy rằng nàng cũng hiểu, này cũng không có khả năng. Tiền, quyền, sắc, nhân sinh trên đời chỉ cầu những thứ này tô tô nhíu mi đáng tiếc đối với khương thượng mà nói tiền hắn thông hiểu thuật biến đá thành vàng quyền ngày sau hắn đem quyền khuynh thiên hạ lưu danh sử sách làm dạng dỡ tông sư cho dù không nói tới ngày sau giờ phút này hắn cũng đang ở tiên môn tùy ý có thể lên trời vậy chỉ thừa lại sắc đáng tiếc Tô Tô tức giận nghĩ tới hình dạng không hề sở động, thần thánh không thể xâm phạm của hắn, xoắn suýt đến tột cùng có phải hắn vẫn là không thể. Tiền, quyền, dĩ nhiên là tử lộ, chỉ thừa lại, sắc, còn có thể ôm lấy một ít hy vọng. Tô Tô thở dài, mặc kệ, bất luận hắn có thể hay không, liền tính hắn, không thể, nàng cũng muốn làm cho hắn có thể. Lấy thân phận giờ phút này của Tô, tô tự nhiên không thể giống chống khua chiêng liền tính nàng không muốn danh tiết của mình, cũng muốn chiếu cố danh tiết của Khương Thượng. Lấy lý do, lễ thành niên trong tộc nhất định phải đến thế gian thí luyện, Tô Tô và con thỏ cùng nhau cắn móng vuốt nước mắt lưng tròng 45 độ ngưỡng vọng Khương Thượng. Ở thế gian chúng ta chỉ quen có một mình ngươi, chúng ta nhiều năm tình nghĩa như vậy, ngươi nhẫn tâm nhượng chúng ta không chỗ dung thân ngủ ngoài trời hoang dã sao. Khương Thượng, sau một hồi diễn thế công tử triển lạn đà cộng hai mắt đẫm lệ rốt cục thành công được thu lưu làm khách không hộ khẩu ở côn luân còn khoác một thân lóng lánh lượng nhân hình mỹ thiếu nữ tô tô ngày thường ở trong biệt uyển rất ít khi đi ra ngoài về phần con thỏ mượn lý do nguyên hình thuận tiện trời vừa hừng sáng thường đi khảo sát khắp nơi trong côn luân sinh hoạt luôn bình tĩnh vô ba bị nàng cường ngạnh đánh vỡ khương thượng hiện giờ trừ bỏ dạy dỗ thiếu nữ hồ tộc nhỏ tuổi cách đi còn phải bắt đầu giáo huấn nàng du tẩu nhân gian nhất định phải tuân theo thế sự và trật tự. Khương Thượng, nàng lung la lung lay đứng lên khi Khương Thượng tiến vào cửa, ngươi trở về. Hai tay hắn đúng lúc bắt được nàng trước khi nàng ngã xuống, "Ừ, ta trở về." Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, "Hôm nay có học được thuật pháp thú vị gì không?" "Ừ, đang thực hành thuật âm dương." Đạo giáo tu tiên chia ra nạp khách sáo, dưỡng nội khí, hòa âm dương, thông hiểu kinh điển lạc, cũng lấy, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, lấy đạt tới thiên nhân hợp nhất thiên nhân nên tiến cảnh. Tô Tô không có hứng thú đối với các phương pháp tu tiên này đó, nàng hai tay ôm lấy khuỷu tay khương thượng, ban ngày ngươi và con thỏ thường xuyên không có ở đây, khi còn nguyên hình còn có thể nhiều lần gặp được sư muội ngươi, nhưng gần đây ta rốt cuộc không nhìn thấy nàng trong biệt uyển chỉ có mình ta thật sự rất không thú vị à khương thượng chi phải cười khổ o oh. cách một ngày sau khi hắn tạm lưu toto Tô Tô tại biệt uyển giờ mão hắn đang muốn đi ngọc hư cung đột nhiên phía tây sương phòng truyền tới một tiếng thét kinh hãi của toto Tô Tô. côn luân từ xưa yêu thú chiếm cứ tuy có kết giới nhưng chuyện yêu thú pháp lực cao cường đột phá kết giới công kích thuật sĩ cũng từng xảy ra hốt hoảng hắn lập tức bay về hướng sương phòng. Tô tô! Vội vã đẩy mạnh cửa ra, hắn thoáng chốc sừng sốt. Thiếu nữ trước mắt ngọc thể tại trong thùng tắm, xiêm y ướt đẫm nhìn không sót một cái gì, áo nàng đã tuột đến hông, bộ ngực sữa tròn trị ẩn hiện dưới mái tóc dài ướt át, mơ hồ lộ ra một điểm hồng hồng, tóc đen thật dài ngâm no hơi nước lóe ra mềm mại tinh tế quang hoa, tiểu váy sũng nước bám chặt lấy thân thể. Giờ phút này nàng đang giơ chân lên, một bàn chân tuyết trắng dẫm lên chiếc kỳ trà ngoài bồn tắm, theo góc độ của hắn, dễ dàng thấy vị trí bị tiểu váy bị vén lên cao cao chạy dài đến hông. Sao là kinh tâm động phách ướt át. Hắn vội vã nhanh chóng xoay người, thất lễ. "Khương thượng, ngươi đừng đi." Thiếu nữ phía sau gọi lại hắn, như không biết giờ phút này tình cảnh quá ái muội, lúc trước thanh âm trong suốt lúc này mơ hồ lộ ra một tia nhu mì hắn đứng lại nhưng không quay đầu lại thủ lễ nói nam nữ thụ thụ bất thân ngươi có chuyện gì phía sau trầm mặc nửa khắc lúc hắn nhắc chân định rời đi giọng nói đầy xấu hổ của nàng lại lúng túng vang lên ta ta không biết làm sao mặc y phục của thế gian dù là bình tĩnh như khương thượng cũng không khỏi có chút nhức đầu lúc ngươi đến không phải mặc một bộ hồng y sao nàng tựa bẽ mặt đến cực điểm bắt đầu thút tha thút thiết nói cái đó. Cái đó là các tỷ tỷ trong tộc mặc cho ta, ta pháp lực thấp kém. Lại không hiểu biết biến y phục. Y phục thế gian khúc khúc lẩn quẩn, ta thế nào cũng học không được. Khương thượng nhẫn không được nâng chán. Ta hiện tại lại không thể biến hồi nguyên hình, lại không hiểu biết xuyên y, ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn ta trần trùng trục đi ra? Nếu là như thế, Tuy rằng không có lông chạy khắp nơi nơi rất kỳ quái, nhưng cũng không phải không được. Hoa cáp 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 ta cũng không tin ngươi dám để cho ta đi trần chuồng. Khương thượng chỉ cảm thấy càng nhức đầu, tô tô. Thanh âm thiếu nữ kinh hỉ từ phía sau lưng vang lên, ngươi nguyện ý dạy ta mặc đồ. Không phải. Vậy ngươi là muốn ta trần chuồng. Khương thượng. Hắn càng cảm thấy tu lưu nàng là cái đại phiền toái. Cuộc sống yên tĩnh của hắn bắt đầu bị quấy đến hỏng bét. Khó chịu một chút, hắn hồi phòng lấy năm kiện xiêm y mới cấp nàng, đồng thời dùng miếng vải đen che kín mắt, mặc đồ cho nàng. Như vậy cũng có thể sao? Nàng ám ám tặc lưỡi, nếu đặt trường hợp là nàng, khẳng định 8 phần nàng sẽ mở to mắt nhìn cho đỡ phí của trời. Hắn không có hé răng, vẫn giữ cự ly ngăn cách giữa hai thân thể, trừ bỏ mặc y phục vô cùng cẩn thận tránh đi tứ chi tiếp xúc. Thật sự là, quá đả kích thân là nữ nhân tự tôn dấu lớn dấu bé. Tô, Tô rõ ràng muốn phát điên. Ngao ô một tiếng hóa thân thành sói giả vờ trượt chân dùng lực hạ gục hắn. Buồn tắm, phanh, một tiếng, bị Tô Tô động tác mạnh mẽ đánh ngã, miếng vải đen trên mắt khương thượng rớt xuống. Trong lúc ngã sắp hắn vươn tay giữ lấy vai Tô Tô, để tránh đầu nàng đập lên bồn tắm kiên cố bên cạnh. Chiếc kỳ trà và các dụng cụ rửa mặt bên bồn tắm phút chốc như nhiều quân bài domino vậy, liên tiếp ngã xuống. Một trận binh binh bang bang ồn ào vang lên xong, bên trong thoáng an tĩnh vài giây, Tô, Tô ghé vào trước ngực Khương Thượng, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Liên tại lúc này, cửa sương phòng, két, một tiếng thật to bị mở ra. Khương Sư Huynh ngươi ở chỗ này sao, vừa mới tại bên ngoài không tìm được giọng nói nhỏ mềm tắt nghẽn dừng lại tiểu sư muội nhìn thấy khương thượng quần áo không chỉnh tề đang cùng một thiếu nữ gần như nửa thân trần cùng một chỗ ôm nhau nháy mắt mặt tái nhợt khương thượng thấy cửa phòng mở rộng thân thể hết sức nhỏ của tô tô lại gần như lõa lồ không khỏi lấy tay áo che trụ nàng nói với tiểu sư muội mau mau đóng cửa lại cổ họng thiếu nữ nức nở một tiếng bịt miệng xoay người chạy nhanh ra khỏi biệt viện Khương Thượng. Bên trong phòng một lần nữa an tĩnh lại, Tô Tô cúi đầu, khụ. Thực xin lỗi. Khương Thượng không có hé răng, mặt không biểu tình đứng dậy, đột nhiên cánh tay căng thẳng, cúi đầu, liền phát hiện thiếu nữ rỗi tay ra bắt lấy ống tay áo của hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi! Ngươi đang giận! Nàng không biết phải làm sao nhìn hắn, khụ, thực xin lỗi ta không phải cố ý. Không sao, hắn thấp giọng nói. Sư muội ngươi hình như đang hiểu lầm ngươi. Ta như vậy có phải hay không phá hủy các ngươi, ta? Ta cùng nàng chỉ là quan hệ sư huynh muội bình thường, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu an, thời gian rất ngắn, chỉ dừng lại không đến một giây liền rời đi, không sao đâu, tô tô. Nàng cũng liền buông ống tay áo hắn ra, nhượng hắn một lần nữa giúp nàng mặc xiêm y vào. Kể từ ngày đó, tiểu sư muội rốt cuộc không có bước vào biệt uyển của Khương Thượng một bước. Có phải là nàng sớm đã biết tiểu sư muội có thói quen sáng sớm mỗi ngày đều đến gọi Khương Thượng, cố ý chọn cái thời khắc này để phát huy đã là chuyện cũ của năm xưa. Đối với việc lấy phương thức như vậy đột nhiên mà đoạn tuyệt tình cảm thầm mến của một nữ tử, Tô Tô chỉ là vô tội chớp chớp mắt ta là người nhu nhược, như thế nào làm ra chủng sự như vậy ni? Chương 44 Thích ứng, hoặc giả nói là nhượng khương thượng thích ứng sinh hoạt có nàng, tô tô liền không chút lơi lòng đem mục tiêu chuyển hướng trụ vương, muốn từ nhỏ nghiêm khắc đốc thúc giáo dục hắn, nhượng hắn dưỡng thành thói quen tốt giới sắc lý tính. Dù sao đối với đát kỷ bản nhân phát tình là có thể lý giải, nhưng đói khát đến ngay cả pho tượng cũng không buông tha, nàng liền không khỏi cảm khái trụ vương anh dũng lướt rộng yêu thích. Giáo dục thì phải từ giai đoạn búp bê còn thơ. Sinh hoạt của Tô Tô ở Côn Luân vừa vững định, liền thừa dịp khương thượng ban ngày tu tiên, biến hồi nguyên hình bay đi đế đô. Cùng đời sau phương Bắc thô lỗ, so sánh với Giang Nam xa hoa, thương kiến trúc bầy đầy đủ nguyên thủy hùng hồn tráng lệ, đế đô cửa thành nội lầu các liên miên, mọi nhà đều là thống nhất màu đó thắm để tường. Trên có vẽ hoa văn phiền phức và đồ án rắc rối dùng để trang trí tường. Thế gia quý tộc, thậm chí còn xa hoa lãng phí dùng đá cẩm thạch làm nguyên liệu xây dựng phủ đệ. Tô, tô quanh đi quần lại trong hoàng cung nửa ngày mới tìm đến được chỗ trụ vương, hắn đang quỳ gối trong tông miếu, mặt mày giấu ở trong bóng tối, lộ ra viễn siêu cùng tuổi thiếu niên sắc xảo lợi hại. Điện hạ, ngài nhận sai với bệ hạ đi tiếp tục quỳ như thế thân thể ngài sẽ chịu không nổi. Một bên cung nhân quỳ trước mặt hắn, liên tục khẩn cầu. Hắn chỉ lạnh lùng trả lời, ta vì sao phải nhận sai, ngươi trở về nói với phụ vương, với ta mà nói, cái đống không xác kia căn bản chịu không nổi ta cúi lại. Cung nhân bị dọa mặt trắng bạch, điện hạ. Lời xúc phạm này trăm triệu lần không thể nói. Sẽ khiến cho trời phạt. Trời phạt nếu thực có thần linh thực có thiên ý vì sao muốn dung túng đám man di kia trả đạp con dân thương thang ta nếu thực có thiên ý vì sao lại có ôn dịch hoành hành gây họa đã có thần vì sao phải hàng năm hưởng thụ đầy đủ hiến tế nhận tế phẩm lại như cũ thờ ơ đối với những tai họa này thiếu niên gần từng chữ công nhân cơ hồ bị dọa muốn ngất điện hạ chớ tái nói chớ tái nói từ cổ trí kim các đời đều duy thần trí tôn, đây là thời đại thần thánh thống trị, dù cho thần đã lui ra sau lịch sử sân khấu, nhưng thần uy vẫn chặt chẽ như cũ khắc ở trong lòng mọi người, đại đại truyền thừa. Thời kỳ này, từ tiểu quốc cho đến đại quốc, tất cả thủ tục lớn nhỏ đều là do bói, thệ xin chỉ thị của thần mới làm ra quyết định cuối cùng. Này đây là quyền lợi của các pháp sư phù thủy, nếu có tài năng giỏi, có thể áp đảo ngay cả quốc quân, trước mặt thần quyền tuyệt đối này, ý kiến quốc quân cũng bất quá là hỏi đến để tham khảo tác dụng thôi. Thân là quân vương tương lai, giờ phút này trụ vương tuổi nhỏ dám can đảm khiêu khích phinh mạn các thần, không khác là kinh thế hãi tục. Tô tô trà trà cầm, đối với thiếu niên trụ vương này lại có vài phần nhìn với con mắt khác. Lui ra đi, thiếu niên chẳng hề biết rõ nơi tăm tối có người đang thăm dò hắn, chỉ vung tay áo nói với cung nhân, Ngươi đi nói với phụ vương, ta không cho là mình sai, cũng quyết sẽ không nhận sai. Úc úc, hai từ này có bao nhiêu cá tính. Tô Tô kiên nhẫn lại chờ giây lát, cho đến khi cung nhân rông dài kia lui ra, mới mở miệng. Ngươi thật sự không tin quỷ thần. Hắn cả kinh, ngay sau đó liền trầm giọng quát, ngươi là người phương nào. Đẹp thì có đẹp, đáng tiếc lệ khí quá trọng. Tô không có trực tiếp hồi đáp hắn, chậm rãi đi ra từ nơi tăm tối. Thiếu niên trừng lớn mắt. phảng phất ngay cả hắc ám đều có thể xua tán. Hắn nhìn chằm chằm con chuồn bạc màu lông thuần chính sáng ngời gần như ánh trăng. Không rõ nguyên nhân nhưng chắc chắn nó chính là con chuồn bạc đáng hận mấy tháng trước. Người là yêu tà phương nào? Dây dưa bản điện hạ vì chuyện gì? Dây dưa? Tô Tô Hảo vô tội à? nàng cũng không phải tự nguyện muốn dây dưa cùng gã mau đầu này, nàng cũng muốn đổi lại dây dưa với một cái nam nhân mạnh mẽ khác a. À. Ta không phải tính yêu ta đi. Tô Tô đi đến bên chân trụ vương, ngươi hiện tại thấy ta, có tin tưởng quỷ thần tồn tại hay không? Trụ vương không thể nghi ngờ là một người kiêu ngạo thái quá. Tại nàng chủ động kề cận, thân thể hắn bỗng dưng buộc chặt lên, nhưng vẫn không có một chút cử động. Tô Tô nghiêng đầu nhìn hắn, người sợ ta sao? Hắn hừng hực quát, vọng tưởng. Thực là có dũng khí tiểu gia hỏa. Tô Tô dung đùi đắc ý, có lẽ là túi da hồ ly quá khả ái, không mang nhiều lực uy hiếp. Sau lúc đầu giật mình một chút, thấy nàng không có hành động gì hắn tiền chậm rãi trầm tĩnh lại. Yêu quái đều có hình dạng như ngươi. Nàng suy nghĩ một chút, đại đa số đi yêu quái nàng gặp qua kỳ thật không tính quá nhiều. Vậy thì không có cái gì đáng sợ. Thái độ hắn càng nhẹ nhàng hơn. Tô Tô trợn trắng mắt, nàng nên nói xin lỗi đồng bào yêu quái rộng lớn, vì nàng đã phá hủy hình tượng khả kính đáng sợ của bọn họ sao? Người gặp qua thần chưa? Tính là không có đi. Thần nơi nào có như vậy dễ gặp, ngày thường nhìn thấy trên côn luân tiên sơn, cũng chỉ là người tu tiên, chân chính thần nàng thượng là ma thể sợ bị va chạm chờ đến khi nàng tu luyện thành tiên hồ lúc đó tổng sẽ có kiến thức hơn thiếu niên trầm mặc khoảng khắc cho dù có thần tai họa tại thế gian bọn họ cũng như trước là nhìn mà không thấy đi đó là thiên ý thần không thể nhúng tay đã như thế bọn họ còn có thể thanh thản hưởng thụ hiến tế của chúng ta chỉ là một câu thiên ý không thể trái liền có thể sao thiếu niên trụ vương không thể không nói là người đầu tiên phẫn nộ thần linh của thời đại này. Vậy bọn họ có tư cách gì chiếm cứ địa vị thống trị? Ta là vương, vì sao không thể lấy ta vi tôn? Lúc này quyền chính là thần trị, hắn không thể nghi ngờ là một cái dã tâm sung mãn, mơ tưởng triệt để áp chế thần quyền, đem thiên hạ toàn bộ nhét trong bàn tay quân vương tương lai. Tô tô thấp giọng lầm bầm một câu, ngày như vậy tổng sẽ đến. Trong tương lai, ngành nghiên cứu giáo dục của nhân loại đã thuyết thần thánh không tồn tại. Nhưng không thể không nói, ở thời đại này tư tưởng ý thức đề xuất quan niệm này của trụ vương rõ ràng vượt mức quy định, tuy rằng điểm xuất phát của hắn là bất mãn thần quyền giỏi hơn, áp đảo trên hắn, dục thống quyền lợi hoàng tộc. Tô Tô nhún vai, cách ngươi suy nghĩ rất có ý tứ, nhưng rất hiển nhiên, cũng không thích hợp với thân phận ngươi. Vậy lại ra sao? trên thân thiếu niên chỉ có cố chấp và kiêu ngạo, càng sâu bởi vì thân phận hắn tôn quý cùng thiên tư thông minh, tình thế bắt buộc sinh ra hắn dã tâm cùng kiêu ngạo hỗn tạp. Tô Tô chưa tái mở miệng, chỉ ôm cái đuôi vào trong ngực, trước không nói thẳng đã kích hắn, chờ thân quen tái không từ chối được đi. Hắn cũng liền trầm mặc xuống, câu được câu trang hỏi nàng, yêu quái các ngươi ngày thường là ăn người sao? Cũng không nhất định. toto nghĩ nghĩ, ta chưa từng nếm qua, các yêu quái quen biết hẳn là có, xem như nếm thức ăn tươi, dù sao nhân cũng không phải mỹ vị đặc biệt. Nhưng có một phần nhỏ yêu, đối với thịt người đặc biệt có. Chấp niệm. À, liền miễn cưỡng dùng chấp niệm để hình dung đi. Hắn nốt nước miếng, vậy. Sau này người cũng ăn người giống các yêu quái khác sao? Chẳng phải tất cả yêu quái đều muốn ăn thịt người, này xem như khẩu vị mỗi người mỗi khác đi. Tô Tô lặng lặng nhìn hắn, đối với các yêu quái mà nói, người chỉ là thực vật, bọn họ không thích ăn, có lẽ là không có hứng thú hoặc là hương vị không hợp ý. Nhưng với ta mà nói, phải nói, ta thích con người, cho nên không nguyện ý ăn người đi. Thiếu niên trầm mặc một chút, người thực là một yêu quái kỳ lạ. Cảm ơn, người cũng là một người kỳ quái. Thiếu niên không nhịn được cười, sau một lúc lâu mới nói. Ta có thể sờ ngươi không? Da lông ánh bạc gần như sáng lên, dùng đùi đắc ý nói chuyện, hình dạng cuộn tròn cái đuôi thực rất khả ái. Tô tô do dự, tả hữu loại bỏ vài giây, rưỡi ra một móng vuốt, ngạo mạn hất cằm, ta có thể cho phép ngươi vuốt ve móng vuốt ta một chút. Ngoặc kép, ngoặc kép. O. À, mấy chục năm sau, trong trận chiến tranh lịch sử quy mô chưa từng có giữa trụ vương cùng chu vũ vương chu vũ vương tại thượng thư mục thể liệt kê sáu đại tội trạng không thể tha thứ của trụ vương đây cũng là cuộc chiến tối giàu truyền kỳ sắc thái võ vương phạt trụ trong lịch sử đồng thời cũng là một hồi tham dự tiến trình lịch sử cuộc chiến phong thần của chúng thần tại nhân gian từ nay về sau thế gian tái vô chúng thần can dự mà trong trận chiến dài lề mề này Chu Vũ Vương bày ra tối đại tội lỗi của trụ vương chính là lãnh đạm hiến tế bất kính thần linh. Ô, à, Côn Luân Mười ngày sau hắn muốn trọng khai luyện bếp lò, Khương Thượng hồi biệt uyển lấy giỏ lên đỉnh Ngọc Hư Phong hái thuốc. Lúc trở về biệt uyển phát hiện Tô Tô không có ở đó, có thể là nàng cùng con thỏ ra ngoài chơi đùa rồi. Chỉ là nghĩ đến tính tình nàng như vậy, hắn lại do dự. Khương Thượng Tô Tô không nghĩ tới khi trở về vừa vặn cùng Khương thượng không hẹn mà gặp, không khỏi ám ám cảm khái may mắn nàng sớm đã biến hồi nhân hình, chưa lộ ra. Con thỏ không có ở đây. Nó tiếp tục tu hành. Tô Tô đáp, con thỏ lần này kiên trì hiếm thấy a. À. Khương thượng gật đầu, ngươi cùng nó khi nào tự lập môn hộ. Tô Tô lập tức dừng bước lại, ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Khương thượng nói dù sao ngươi với ta cô nam quá nữ, chung sống một phòng, không hợp lễ nghi. Hiện tại ta và con thỏ còn vị thành niên, pháp lực thấp kém, tùy thời sẽ bị yêu quái khắc thái làm đổ bổ, nếu là lưu tại côn luân, dưới sự bao che của ngươi còn có một đường sinh cơ. Thiếu nữ u ám nhìn hắn, ngươi thật muốn đuổi chúng ta đi. Khương thượng nghẽn xuống. Nàng đột nhiên tựa vào ngực hắn, hai tay ôm chặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi thực muốn ta chết. Nàng dùng chính là, ta, từng bước một thu nhỏ lại vòng vây. Quả thực có thể được xưng tụng là cố chịu đấm ăn xôi. Hắn luôn luôn lạnh tâm tu luyện, cũng không phải chưa có nữ tử ái mộ hắn, nhưng dù là trong đó tối to gan tiểu sư muội cũng không được to gan như thiếu nữ trước mắt. Hắn thối lui từng bước, hai tay nắm bờ vai tinh xảo của nàng kéo ra cự ly. Có phải người chán ghét ta hay không? thế nào ngay cả ôm cũng không muốn ôm ta. Nàng một lần nữa bổ nhào vào trong ngực hắn, đầu nhỏ làm nũng không ngừng trà trà trong ngực hắn lấy lòng. Trước đây ngươi rõ ràng không phải như vậy, trước đây ngươi rõ ràng thường ôm ta, vuốt lông cho ta, bồi ta tán gẫu. Thân mật động tác như vậy, nàng làm rất. Tự nhiên, phảng phất như không chứa mộng tưởng. Hắn không biết nên ra sao giải thích với nàng sai biệt giữa bọn họ, chỉ nói, ta không có chán ghét ngươi, Tô Tô. Chỉ là, hiện giờ ngươi đã biến thành nhân hình, tự nhiên lễ pháp này đó. Nàng tùy hứng đánh gãy hắn, ta không nghe lễ pháp, không nghe lễ pháp. Ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi không thích ta nữa, ngươi muốn đuổi ta ra, nhượng ta. Nói càng về sau, ngữ điệu hàm chứa điểm lệ ý, nhượng ta bị yêu quái khác ăn luôn, không để ý đến. Không phải hắn trầm ngâm khoảng khắc, sờ sờ đầu nàng. Thôi, ngươi liền lưu lại đi, ta cũng sẽ dạy ngươi một ít thuật pháp phòng thân. Thực, nàng kinh hỉ reo lên, khương thượng, ta thực thích ngươi. Tâm hắn nhảy dựng, nhăn lại mi, tô tô, chữ thích này tại nhân gian không thể tùy ý xuất khẩu. Nhưng lời của ta là chân tâm. Tô tô nghiêng đầu nhìn hắn, dùng đến biểu tình tối hồn nhiên lặp lại một lần. Khương Thượng, ta thực thích ngươi. Nhìn thấy hắn quẫn bách rời tầm mắt, rồi lại nỗ lực duy trì vẻ hờ hững, Tô Tô rốt cục nhẫn không được cười ra tiếng. Khương Thượng giờ phút này rốt cục giống một cái nhân. Đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn trái hạ nỗi lòng, không có mặt nạ che lấp, thoải mái cười lớn. Hắn hạ mắt xuống, nhìn thấy nàng giờ phút này cực xinh đẹp, má lúm đồng tiền động lòng người phảng phất như mưa bụi xuân đầu tháng 3 sáng rực rỡ đến nỗi có thể đốt cháy người khác khương thượng người sẽ bảo hộ ta chứ nàng đem mặt dán tại lòng bàn tay hắn cặp mắt thật sâu ngóng nhìn hắn nhẹ nhuyễn hỏi sau này người sẽ bảo hộ ta người cũng không hy vọng ta chết đúng không hắn không có mở miệng hứa chỉ là bàn tay dán tại gò má non mềm của nàng không có buông ra. Chương 45 Yêu giới vương là thế nào thống trị con dân? Một thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Một hồ ly vò đầu, thi hành, nền chính trị nhân từ. Dân quý quân nhẹ, dân là nước, quân là thuyền, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật. Nhân giả vô địch, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều mất đạo giả quả trợ. Tuyên dương nền chính trị nhân từ với một bạo quân tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử thực là ngũ vị tạp trần. Thiếu niên nhẫn lại nhẫn, nghe đến tối hậu rốt cuộc vẫn là nhẫn không được phun ra một ngụm diễu cợt. Tô Tô ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vương các ngươi thực có thú. Hắn hỏi, các ngươi là mấy năm này bắt đầu thi hành, nền chính trị nhân từ, sao? Tô Tô trả lời, xưa nay vốn đã. Cho nên ngươi phải nhớ sau này ngàn vạn lần đừng đi theo chính sách tàn bạo. Vậy yêu giới có phải luôn hòa bình, không có chinh chiến? Cũng không hẳn như thế, Biên Thùy thường xuyên cũng có chiến tranh. Như vậy là thực lực vương quốc ngươi tối cường đại sao? Chẳng hề tính tối cường, cũng có mấy cái đại quốc sàn sàn trong đó. Hắn tựa Tiếu Phi Tiếu nói, như vậy bọn họ cũng thi hành nền chính trị nhân từ sao? Tô Tô dừng lại, tái đáp đi xuống, cũng bất quá là phí lời dễ lòi sơ hở trụ vương tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không dễ bị hồ lộng. Thiếu niên không nhanh không chậm nói, đến tột cùng chiến tranh có phải là do một bên dẫn đầu khởi xướng? Nếu là bọn họ, bọn họ cũng đồng dạng thi hành cái mà ngươi gọi là nền chính trị nhân từ, như vậy tại sao lại phát động chiến tranh? Nhược bọn họ chẳng hề thi hành, nền chính trị nhân từ, như vậy y theo, nhân giả vô địch, con dân bọn họ không phải sớm liền sát nhập quốc gia các ngươi, vì sao cũng luôn luôn thi hành, nền chính trị nhân từ, các ngươi còn tại sản sản trong đó. Với ta mà nói, thi hành, nền chính trị nhân từ, ứng là tại quốc gia định, quốc phú binh cường mới là có hiệu quả. Trong chiến loạn, con dân ăn bữa nay lo bữa mai, làm sao có thời gian đi cảm động và nhớ nhung, nền chính trị nhân từ, cho bọn hắn lương thực và không gian sống sót đó đã là tối đại yêu cầu xa vời của bọn họ. Với ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là thu phục quốc thổ, khuếch trương thổ địa thu được con dân, liền xem như đoạt lấy nước hắn, tới nuôi nấng nước nhà con dân cũng là ứng theo lý thường. Hay là ngươi cho rằng, dĩ chiến dưỡng chiến mới là hợp lý? Nhược nước hắn không phục, như vậy bọn họ có thể có lựa chọn. Thiếu niên câu lên khóe môi, quanh thân mơ hồ phát ra ra lực áp bách kinh người, lựa chọn, bị ta đoạt lấy, hoặc là thần phục ta. Toto tô tô nhún vai, "Được rồi, nhưng ta không cho rằng chiến tranh và bạo lực có thể giải quyết hết thảy. Nhưng ta đồng dạng không cho rằng trong chiến đấu, nền chính trị nhân từ có thể giải quyết, đó bất quá chỉ là một vọng tưởng, là một chuyện xa vời. Có lẽ chờ đến thương thang ta triệt để định trong tay ta, ta mới lo lắng." Tô, tô cuộn tròn cái đuôi, "Được rồi, nếu như thời đại chiến tranh, quân vương đều cho rằng là như vậy." Nàng nghĩ nàng có thể lý giải nguyên nhân khi mạnh tử tại chiến quốc thụ rất nhiều lạnh nhạt vô pháp thi hành, nên chính trị nhân tử. Thiếu niên nhìn thấy hồ ly lại cuộn thành một quả cầu, nói: "Ta nên kêu ngươi ra sao, lại nên tìm ngươi ra sao ni?" Bắt đầu từ lúc nó thần bí xuất hiện ở bên cạnh hắn, trải qua thời gian dài, hắn còn không biết tên nó. Mỗi lần đều là nó chủ động tới tìm hắn, hắn không thích cái cảm giác bị nắm trong tay này. Người không cần biết tên ta. Tô tô gì gì liếm lông, tâm vô bàng vụ trải vuốt hình tượng chính mình. Hắn có chút không vui, nó tồn tại phảng phất như là một bí mật, một cái bí mật chỉ thuộc về bản thân hắn. Hắn cho rằng chính mình có lẽ là đặc thù trong lòng nó, nhưng chẳng hề phải. Điều này làm cho hắn luôn luôn là thiên tri kiều tử có chút cảm giác thất bại. Tô tô dỗi ra móng vuốt lay tóc hắn một chút, đem bộ tóc gọn gàng chỉnh tề của thiếu niên trở thành rối tung hỗn độn. Ngươi ni, ta nên kêu ngươi ra sao? Hắn rất không tình nguyện trả lời, ngươi gọi ta tử thụ đi. Được rồi, tiểu thụ. Là tử thụ. Thang. Biết rõ rồi tiểu thụ. Tô tô tái rũi móng vuốt lay lay tóc hắn. Hắn trầm mặc xuống, lập tức lấy tốc độ xét đánh không kịp che tai nắm lấy gáy hồ ly xách lên ôm vào trong ngực. Đại trưởng nhéo lấy hai má phì phì của Toto Tô Tô dùng lực trà đạp nó. Aa, à, à, người thực đúng là con hồ ly chỉ biết làm cho người khác nổi nóng. Ngày từng ngày bình thản trôi qua tại đế đô và côn luân. Từ lâu rồi Khương Thượng cũng biết ban ngày nàng thường lén hắn đi đâu. Đối với quan hệ cá nhân giữa nàng và quốc quân tương lai, hắn vẫn không có chất vấn cũng không có đi ngăn cản cái gì, lấy một loại thái độ như không biết dung túng nàng hắn tâm tư sâu đậm, tựa như là đỉnh núi băng hồ côn lôn, hàng năm bị miếng băng mỏng bao trùm dưới mặt hồ, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Nam nhân thanh lãnh lại khó mà nắm lấy như vậy luôn luôn không phải là mẫu hình nàng thích, vì thế nàng thường thường tự hỏi mình, nhiều năm như vậy trôi qua, đến tột cùng là vì sao, đến tột cùng là thế nào, nàng đối hắn dần dần có cảm tình khác thường. Tô tô, người lấy được là động thảo, không phải tiên thảo. Tô, tô cúi đầu nhìn xem đám lá cây tựa như như hải quỳ chặt chẽ bám chặt cổ tay nàng. Một cỗ thông vị nồng nặc xông vào mũi. Nàng liên tục không ngừng một tay bịt mũi, một tay dùng lực phủi, hất cái gọi là động thảo văng khỏi tay nàng. Chỉ thấy động thảo tại co rụt lại trong không trung, sau khi hạ xuống lập tức bay nhanh một đường chạy như điên vào trong rừng. Nàng nhíu mày, mỗi lần cùng Khương Thượng đi thu thập đan dược luôn gặp được hoa hoa thảo thảo này đó thú vị vô cùng, Khương Thượng, tối nay trở về bữa tối là cái gì? Người đói. Có chút. Nói đến đây Tô Tô liền rất là buồn bực. Nguyên bản buổi tối muốn ăn thịt thỏ nướng. Nhưng con thỏ lấy lý do nàng thương tổn tâm linh yếu ớt của nó. Muốn rời nhà trốn đi. Vì thế nàng đành phải xem xét lại bữa tối trong những lúc đi hái thuốc. Thức ăn chay có lẽ không sai. Không muốn. Vì chiếu cố con thỏ, bọn họ đã nhiều ngày ăn cây củ cải, nàng muốn ăn thịt, à. Bằng không săn một con lão hổ trở về. Rất lâu không có ăn lão hổ, thuận tiện phỉ nhổ cái chữ, cáo mượn oai hùm, hổ tính gì, trong mắt hồ ly nàng, cũng bất quá là một bàn đồ ăn. Khương Thượng nói, tùy ngươi. Lúc này người tu tiên cũng không có nhiều quy củ như người đời sau vậy, tỉ như như cấm sát sinh, thậm chí cũng có thể như phàm nhân lấy vợ sinh con bất quá khương thượng gần như vô dục vô cầu dưới nỗ lực hun đúc của tô tô cũng không có gắng sức cải thiện sinh hoạt phẩm chất nhu cầu xa xa trong khi bọn họ đi lên đỉnh núi không hẹn mà gặp đụng vào tiểu sư muội cũng đang ở đó hái thuốc lúc tiểu sư muội chợt thấy bọn họ sừng sốt một chút mặt trắng bệch rất là kinh ngạc tô tô cũng thành thật không khách khí chủ động ôm lấy cánh tay khương thượng vẻ mặt vô tội mở to mắt nàng kinh ngạc nàng liền so với nàng càng kinh ngạc hơn. bĩu môi, ác ý hoài nghi tiểu sư muội phải hay không cũng đã sớm đã chờ đợi sẵn ở nơi này. Khương thượng đạm đảo qua hai người, chưa có ý ngăn cản. Sau ngày đó, hắn vẫn như cũ thường ở ngọc hư cung tu nghiệp, vẫn không có ý định giải thích. Tiểu sư muội cắn cắn môi, nhìn thấy bộ dáng hắn bình tĩnh vô ba, ngày xưa cảm thấy rất an tâm với sự yên lặng của hắn, Giờ phút này lại cảm thấy rất chói mắt. Khương sư huynh, hôm nay các ngươi cũng tới hái thuốc sao? Hắn, ư, ừ, một tiếng, sư muội cần thảo dược gì? Đã hái đủ. Ánh mắt nàng chuyển hướng nhìn thiếu nữ đang dựa vào bên cạnh hắn, ngày đó vẫn chưa nhìn rõ, lần này Thanh Thiên Bạch Nhật tử tế xem nàng, dù cho trong lòng khó chịu, nàng không thừa nhận cũng không được. Thiếu nữ xa lạ không biết từ đâu mà tới này quả thật là mỹ nhân da trắng eo nhỏ, yểu điệu thục nữ, lộ ra một cỗ sạch sẽ, hương vị cần người bảo hộ. Sư huynh thích là nữ tử như vậy sao? Nàng nở ra một nụ cười sang sảng hoạt bát, nói với Tô Tô, tuy rằng lần đầu gặp mặt có chút thất lễ, nhưng ta nghĩ nói, người rất xinh đẹp ni. Thiếu nữ cũng đi theo lộ ra một cái tươi cười e thẹn, cảm ơn. Người cũng rất xinh đẹp ni. Tiếu sư muội thân mật hỏi han, muội muội cùng Khương sư huynh như thế nào quen nhau? Sư huynh cũng thực là, vẫn che giấu không nhượng chúng ta quen biết. Ta kêu Mã Thi Thi, không biết nên ra sao xưng hô muội muội. Thiếu nữ cầm lấy ống tay áo Khương thượng, nhỏ giọng đáp. Ta kêu Tô Tô. Tiểu sư muội sáng sủa cười, xem ra Tô Tô ngươi rất thẹn đi, thời gian này sư huynh có mang ngươi hảo hảo du lịch côn luân sau đó đưa mắt nhìn xem giỏ thảo dược đầy quá nửa của khương thượng sư huynh hôm nay thảo dược còn chưa hái đủ sao khương thượng gật đầu vậy ta có thể mang tô tô đi xem vài địa phương thú vị gần đây không sư phụ môn hạ nữ đệ tử thưa thất khó gặp được muội muội ta mang nàng đi giải trí một chút tránh nàng ở bên cạnh sư huynh buồn chán gặp tiểu sư muội như vậy nhiệt tình tương mời thiếu nữ ngẩng đầu lên có chút chân tay luống cuống nhìn hắn khương thượng ấm giọng nói đi đi theo sư muội du ngoạn một hồi ta hái dược xong liền đợi các ngươi ở đây tô tô hiền thục gật gật đầu bị tiểu sư muội nắm cẩn thận mỗi bước đi ly khai phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn